Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel review show của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho các bạn lại một cái ISO khá là hot, khá là đình đám trong thời gian hiện nay. Đó là ISO Eros 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 Tia. Thì Eros Tia thì nó được cộng cái nhóm quản chuyên quản lý ISO đó mà hot trong thời hiện nay là Capitol quản lý ha. Thì hiện tại thì cái nhóm quản lý Capitol thì đã quản lý rất nhiều con thành công trước đây, như là Hedgehog nè, và Supermind, hoặc là và cả cái mới đây nhất là con ISO Mercolus thì rất là thành công và được bán rất là nhanh, chỉ 2 phút thôi là đã bán hết ISO ha. Thì rất hy vọng cái ISO này cũng sẽ khá là hot trong thời gian hiện tại thì sẽ buôn bán được rất nhiều như vậy. Thì cái ISO này có rất là nền tảng rất là tuyệt vời, là nó được viết trên nền được phát triển để làm HTML5, tức là cái ứng dụng khá là phổ biến trong thời gian hiện tại là dựa vào nền tảng HTML5. Thì các bạn có thể chiết lốc làm game hoặc là một số cái ứng dụng thực tế trong hiện tại ha. Thì cái ISO này thì nó sẽ làm phát triển cái phần phát triển nè, như là phát triển Lacrim, blockchain Lacrim nè, đây vấn đề chain, để phát triển game hoặc là một số cái token được. Thì về cái việc token này, cái token này thì nó total supply nó là 8 tỷ token ha, và token sale lên tới 39% và foundation 24%, và cái một còn lại là nè, nó chấp nhận thanh toán rất là nhiều nè, CMT nè, Silvermine nè, Agrox nè, là một số cái nền tảng ha. Ngoài Ethereum thì nó có thể chấp nhận thanh toán rất là nhiều ha, Hedgehog và Silvermine nữa. Thì cái việc mà đồng coin này sẽ bắt buộc phải KYC ha, và giai đoạn regular sale của nó thì bắt đầu từ 30 tây tháng 2 ha. Thì min invest là 100 Ethereum như các bạn, max là 1.000, và một Ethereum các bạn sẽ mua được 84.000 cái đồng coin ERT này. Và tương tự cho việc bust the sale, hãy bust the sale vào ngày 26 tháng 5 tới đây và kết thúc vào ngày 30 tháng 5, thì cũng rất được gần ha, là sắp 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 diễn ra cái việc này ha. Thì hạt cap của nó là 10.000 Ethereum và 6 triệu CMT, 1 triệu Adblock ha, và ra là một adder thì các bạn sẽ mua được 70 cái đồng coin này, và min distribute là 0.1 atom và max là 3 atom ha. Thì rep mod của nó là những cái này thấy nè, đó từ 2018 và tới 2020 thì sẽ plow cái state area này trên nền tảng blockchain v1.0 ha. Tem của nó thì cũng một số nhà CEO uy tín như là Westinghouse, Berkshire Hathaway, Scalable Solutions, cũng rất nhiều nhà nhà ISO quen thuộc ha, cũng cố vấn. Đặc biệt là cái nhóm Capital này, Capital Group thì rất là tuyệt vời, và có cả Adblock nữa này các bạn, Tokenit, Mercolus, CMT ha, rất là nhiều. Thì tôi để mua 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 cái token này thì các bạn phải KYC trên cái chain tokenit này và deposit vào cái tokenit và để mua cái token này và một số cái thông tin của nó trên 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 blockchain này. Renmin, Future Renmin, thì các bạn có thể đọc cái thông tin của nó này, rất nhiều thông tin trên đây đấy, Mercolus này như các bạn thấy này. Cây nó sẽ gặp Mercolus stem này, nè viết nè, build mà cần lên tập trên này đó, sự hợp tác của nó với Mercolus là điều rất là tuyệt vời ha. Đó, để đem làm nền tảng và nó hợp tác của cả cái Future Ramen số này, cảm ơn Xuân nè. Đấy.
rất là nhiều thông tin ở đây ha, thì các bạn có thể dịch ra tiếng Việt ấy để tiện theo dõi đây. Thì cái đồng coin này nó như thế nào, là chủ đề hội nghị giữa cái những đồng coin này nè, Aurora, Michaelis và một số cái tập đoàn hội nghị tích hợp công nghệ blockchain tương lai nè để mà phát triển trò chơi nè. Thì từ năm 2017 thì công nghệ blockchain đã liên tục thấy những đột phá trong đổi mới nè, dẫn đến sự suy giảm trong lĩnh vực thực tế và đầu cơ nè. Thì nó sẽ là nền tảng cái việc dịch vụ HTML5 đầu tiên trên thế giới hợp tác với công nghệ Ares kết hợp với công nghệ blockchain và sở hữu chiến lược của mình, phục vụ cho 200.000 nhà phát triển hiện tại của thế giới này và 1 tỷ thiết bị trên nền tảng blockchain này. Đó là tuyệt vời ha. Và nhờ cái công cụ của blockchain này thì các bạn có thể tạo ra trò chơi trên nền tảng blockchain một cách nhanh chóng và dễ dàng, không tốn thời gian và không phức tạp như một số nền tảng hiện tại đã viết viết đồng coin này ha. Xây dựng quỹ phát triển trò chơi blockchain lên tới 1 tỷ đô ha. Có rất là nhiều thông tin tuyệt vời ở trên người sẽ chơi này bên đây ha, đối tác nè, xã hội rất nhiều, để các bạn có thể tham gia là Facebook, Twitter, LinkedIn của họ để cập nhật thêm nhiều thông tin trong thời gian sớm nhất. Bạn rất là nhiều ha, rất là nhiều cái việc này. Xin cảm ơn các bạn. Thì cái review về cái ISO mới của mình, hoặc là mình tí review lại ở trên mình, kênh mình cũng đã có review ISO này, các bạn có thể xem lại những bài ISO review kết hợp với ISO review của bài này để hiểu rõ hơn thông tin của cái ISO này. Cảm ơn bạn, thì mình sẽ tiếp tục cho bạn review thêm một số là feature, tem, banner, invest và lock và cái white paper của ISO này ở những bài sau. Nếu các bạn thì nhớ subscribe, like và chia sẻ video mình và theo dõi kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Da 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 da